này đến đây là lần thứ mấy nè? Là lần thứ tư. Thứ tư. Rồi bệnh sao? Dạ hồi trước kia hay bây giờ? Hồi trước kia kìa, bây giờ cái giờ sao? Giờ báo cáo kết quả sau 4 lần trị liệu. Báo cáo kết quả thầy là tôi nói là thuốc của thầy nghe thì bình thường mà dùng rồi từ 5 tháng trở lên thì nó là thiên thần. Rồi là bị sao, uống sao, kết quả sao? Từ cái vùng họng của tôi á, 30 cái răng tuột nước thì bữa nay nó trở thành hoàn hảo. Nó hoàn hảo một cách tự nhiên. À, tức là hồi trước là bị tuột nước hết. Tuột nước hết. À. Cái này viêm nha chu. Nha. Thường thường là nếu mà không trị thì nó rớt ra hết mà miệng thúi rùm mà. Dạ, nha sĩ ở tại Canada. Là đầu hàng hơn em mấy nhá. À, rồi. Rồi về đây á, là nha sĩ Ngân, nha sĩ Quanh ở Thủ Đức. Đó. Nhưng mà cũng là trị không được, làm miễn phí không lấy tiền. Vô trong trung tâm cũng không làm được. Về đây á, coi trên mạng là gặp thầy. Thì từ chỗ đó ông xã tôi uống trước nhưng mà chưa tin đâu. Tôi nay giờ hết phương rồi. Dẫn mình vô tường thì mình phải tống ra. Tôi lấy rượu ớt. Con này không được đâu. Tôi này không được thì ngồi đó chờ chết. Tôi ngậm ngày thứ ngày đầu. Ngày đầu tới ngày thứ tư á, thì nó tưng bừng. Nhưng mà tới ngày thứ tư tôi không có hề ăn một dấu nổi. Tôi chỉ nước nắng ấm rồi, và xúc. Đổ vô 2 muỗng cà phê, xúc 1 muỗng và ngậm. Uống 1 muỗng. Như vậy trong khi chỉ 2 tháng, chưa được 2 tháng, 1 tháng là nó không đau không gì hết. Mà nó còn khá nhiều việc khác nữa. Thì trong đó lúc cái răng là căn bản nhất mà rồi, bây nó giờ cứng lại. Dạ bây giờ coi như nó cứng hết là tất cả mọi việc. Nó đẹp vậy đó. À, tất cả mọi việc ăn là tốt. À, không. À, hay quá ha. Còn 30 cái răng. Ôi trời ơi. Thôi quan hô. Cái viêm nha chu mà vậy là giỏi quá. Dạ. Ừ. Thành là tôi về tiếp tục. Chẳng hạn như là trong miệng vừa nó có một cái vết hầu xưa là lầm răng hay là sâu ăn gì đó. Bây giờ mà nó đau là các anh chị cứ việc ngậm vô xúc rồi không cần ngậm mật. Là nó cũng hết tự nhiên rồi. Tôi gọi là thiên thần thuốc. Cho nên rất tốt. Bây quá. Giờ tất cả mọi việc là nó hết. Nhưng mà nó còn hết được cái suy giãn tĩnh mạch chân. Suy giãn tĩnh mạch. Mà nó còn hết được cái thông máu. Thông máu rồi. Dạ. Là nhưng bây giờ uống cái nhào thì mới 2 tháng, cái ớt tôi đã uống được 4-5 tháng rồi. 5 tháng rồi. Rồi. Tại giờ coi như vùng họng là tôi hoàn hảo. Ngon lành rồi. Rất là mừng. À. Có tiền tỷ không chữa được đâu. Đây là tôi xem thầy cũng là như một người rất là cứu bệnh. Là rất là hay. Tôi xin cảm ơn thầy trước. Dạ cảm ơn. Bây giờ tôi còn đau. Là sao không có đau gì trong người hết. Rồi. Ăn ngon ngủ được. Rồi. Tôi tiểu đường 20 năm. Cái tiểu đường rồi. Bây giờ nó đau. Nó không đau. Mà nó khó chịu, nó biết gây rồi. Nó gây mình. Thấy rồi. Từ nửa rồi. nửa cái bần chân này. Tới đây. Có lúc có 2 lần mà nó khừ khừ, nó rớt dép không hay. Mà nó lạnh nó đổ mồ hôi. Rồi có lúc nó nóng, trong chân vậy, nó nóng. Nhưng rồi. Mà cái đó thì ít. Mà nó vẹn đây thì thỉnh thoảng thôi, mà cái bằng chân này. Nó mình nói hiểu rồi. Dạ, hơi bằng chân luôn. Được rồi. 10 đầu ngón chân. Nó cứ kêu mình dậy hoài, nó không cho ngủ. Được rồi. Dạ. Được rồi. Dạ. Hiểu rồi. Rồi, bây giờ là cái chân này bị lâu rồi. Dạ. Không phải mới đâu. Thì thường thường là một cái chân mà cái ngắt ngón chân như vậy nè, là nó bị từ 15 tới 20 năm bắt đầu bệnh nó mới phát. Thì cái dấu hiệu này tôi gọi là viêm tắc tĩnh mạch. Dạ.
nó không còn là suy giãn tĩnh mạch nữa, mà là viêm tắc tĩnh mạch. Thật ra là cái dấu hiệu của nó là khó chịu nè, rồi buồn buồn nè, làm như kiến bò nè, rồi nhiều khi như bị phỏng nè, rồi như rần các thứ ơi, cái này không có khó khăn đâu. Bây giờ hổm ra là mình uống hai cái rượu ớt với rượu nhào đúng không? Dạ, rượu ớt rượu nhào rồi mới dạ có khớp nữa. Bây giờ phải uống thêm khớp nữa. Dạ khớp. Bây giờ thứ nhất ha là chườm đá nóng ở cái vùng gan với chườm hai cái bẹn. Dạ. Hai cái bẹn. Dạ đang chườm. Để cho máu đi xuống ha. Rồi uống ba thứ luôn, rượu ớt, rượu nhào, rượu khớp luôn. Nhưng tôi thưa thầy là tại vì chắc tôi uống chưa đúng đồ. Chưa đúng đồ. Vì cái rượu khớp á, rượu nhào thì tôi uống ngày hai cử. Rồi. Tử muốn canh rồi còn rượu khớp. Rượu khớp á thì tôi uống một ngày có cử trưa không được. Bây giờ nè, bây giờ bắt đầu tấn công tới cái chân rồi. Dạ. Nè, thì rượu nhào với rượu khớp mỗi lần một muỗng hai cái pha nhau uống trước ăn cơm, buổi chiều cũng làm hai muỗng, một muỗng nhào một muỗng khớp. Dạ. Trước ăn cơm rồi tối trước khi đi ngủ uống luôn hai muỗng trước khi ngủ. Ôi cha, tôi uống thuốc đường. Thật ra cũng không sao, không sao, không sao. Không sao. Cứ không sao, kết hợp, không sao. Dạ, tôi nghe thầy. Rồi, cây cỏ mà không sao đâu, không sao. Dạ. Nghe lời tôi đi, uống cái là bắt đầu là chân cẳng đó, chỉ trong vòng tháng sau là nó ổn hết rồi, bà lên báo cáo tiếp. Dạ. Tôi cũng trình với thầy là con tôi Canada Úc á. Bao nhiêu người Canada đến Úc về đây mua là con tôi nó phổ biến hết. Nó rất là tốt. Con tôi nó nói một mùa đông của Canada này nó không uống một viên giấm đào. Ồ chứ. Dạ. Uống rượu ớt rồi. Uống rượu ớt, rượu khớp của thầy. Giỏi quá vậy hả? Dạ. Rồi thôi, cảm ơn nha. Dạ vậy là bây giờ không nên mục đích nó nhờ cái tay phục vụ của thầy là thầy không bấm nữa. Nó cái này không phải là cơ gân mà này là mạch máu. Thành ra không có bấm. Dạ. Nó bị trong mạch máu. Cho nên uống đúng liều cái kia là hết, không có vấn đề đâu. Dạ, bữa có lên thì gặp thầy thầy em. Ok, rồi. Kéo bạn cả cho bà sướng rồi bây giờ. Kéo rồi kéo, nằm xuống. Cho nó khỏe. Yên tâm, không có sao đâu, của bà là biết rồi. Bảo đảm mà bà khỏi mà. Rồi tốt quá. A Di Đà Phật. Rồi. Vậy nha. Rồi. Tôi quá vui mừng. Cho nên tôi trùng số của tôi chị em tôi mua bên đó. Dạ. Thầy rất nhiều nhưng mà đó là phúc. Rồi.